Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 14 tháng 10 năm 2020 thì Thuận làm việc công ty cũng khá trễ nhưng mà Thuận cũng dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn một cái đề tài liên quan đến một câu hỏi mà nhiều bạn hỏi Thuận trong thời gian 2 ngày nay, đó chính là đề tài liên quan tới Ethereum. 2.0 Nếu như mà các bạn đầu tư vào Ethereum thì bạn cần nên biết cái thông tin này Tại vì thường cảm thấy được là cái thông tin này không được nhiều người quan tâm đến Và cái Zinkin Testnet này rất là quan trọng Tại vì sao? Tại vì sao Zinkin Testnet này Thì cái bước kế tiếp đó chính là Ethereum 2.0 thì các bạn thấy được là ngay cả khi mình thường chia sẻ cái video hồi hôm chủ nhật mới đây Và những cái điều mà các bạn cần phải lưu ý đến trong tuần này thì hầu như là không có ai nói tới Ethereum 2.0 liên quan tới cái mạng Lucy Testnet này à, và mãi cho tới khoảng chừng là thứ hai thứ ba thì mới có nhiều trang web nói đến và cho đến ngày hôm nay cũng không có nhiều người xôn xao về vấn đề này nhưng mà đây là một cái điều rất là quan trọng tại vì sao Jenkins Testnet này đó chính là Ethereum 2.0 và chúng ta sẽ đi vào thêm chi tiết cái Testnet này và tình hiện tại của Ethereum như thế nào và mình thấy được là ảnh hưởng ra sao đối với tương lai của Ethereum mà đương nhiên đối với giá cả thì trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Thì các bạn thấy là trong thời gian là từ ngày 29 Tây Cho đến bây giờ có nghĩa là khoảng chừng là hơn 2 tuần qua thì chúng ta nghe nói tới có hai cái testnet Testnet đầu tiên đó chính là Testnet by và Và testnet thứ nhì đó chính là Jenkins và khi ta nói testnet nghĩa là mạng lưới thử nghiệm thì có hai mạng lưới thử nghiệm thì trước hết cần biết là tại sao chúng ta lại có hai mạng lưới thử nghiệm này thực ra mà nói là mới đầu chỉ có một mạng lưới duy nhất mà thôi đó chính là Spadina thì cái mạng lưới Spadina này là mạng lưới thử nghiệm dùng để làm gì dùng để thử nghiệm cái khúc mà quan trọng nghĩa là cái khúc mà Ethereum 2.0 cái chuỗi đó sẽ bắt đầu được kích hoạt thì cái test Spadina này là dùng để thử nghiệm coi coi là có lỗi gì hay là không và nếu như mà không có vấn đề gì thì sẽ tiến tới là bắt đầu là đưa ra kế hoạch chừng nào mới có Ethereum 2.0 giai đoạn không chúng ta sẽ nói về những cái giai đoạn một lát nữa nhưng mà các bạn thấy được là khi mà cái Texas Medina này ra đời ngày 29 tháng 9 thì gặp một số những cái trục chặt nhỏ khiến cho là đội của Ethereum cần phải đưa ra thêm một cái testnet kế tiếp đó chính là testnet Zincon thì Tesla Jenkins này đã được kích hoạt hai ngày trước đây và chúng ta nhận được thông tin là Tesla thì cũng đã thành công theo ý muốn của đội của Ethereum thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là bước kế tiếp của Ethereum đó chính là Ethereum 2.0 thì có thể là nhiều bạn mới tham gia vào thị trường này không hiểu là Ethereum 2.0 là gì chúng ta sẽ nói thêm một số những chi tiết để các bạn hiểu rõ hơn nhưng mà càng ngày chúng ta càng tiến tới gần mạng lưới của Ethereum 2.0 thì tôi sẽ chia sẻ thêm nhiều thông tin Uh, chi tiết hơn mà bạn cần nên biết thì chúng ta nhìn vào Ethereum 2.0 thì cái ngày mà kích hoạt thì mạng lưới của Ethereum 2.0 cần ít nhất là có khoảng chừng là 16.000 validators nghĩa là 16.000 người mà chạy cái software cái phần mềm để mà chạy cái mạng lưới của Ethereum 2.0 và cần cái con số là 500.000 đồng Ethereum phải được nạp vào mạng lưới Ethereum 2.0 này và các bạn thấy là một trong những điều mà nhiều người đang trông chờ khi mình nói tới tiền 2.0 đó chính là hai điều lớn. Điều đầu tiên đó chính là staking. Thì khi mà chuyển qua từ hệ thống đào qua cái hệ thống mà staking hệ thống cổ phần thì mọi người sẽ đổ tiền vào trong hệ thống Ethereum 2.0 để nhận được lợi nhuận khi mà stake cũng tương tự như chúng ta nói tới trong thời gian khoảng chừng là 2 3 tháng trước đây khi mà mạng lưới của Cardano ra chế độ staking thì điều này cũng sẽ thực hiện trên mạng lưới của Ethereum. Mạng lưới của Ethereum bây giờ vẫn còn là một mạng lưới đào, mạng lưới proof of work thì các bạn thấy được là từ khi mà chúng ta nghe nói tới Ethereum thì mọi người đã nói là sau này Ethereum sẽ chuyển từ mạng lưới đào qua mạng lưới staking, mạng lưới cổ phần nhưng mà điều này chúng ta đã nghe nói tới từ năm 2017 và mọi người đều nghĩ là Ethereum sẽ thành công chuyển qua thành mạng lưới cổ phần là cuối năm 2017 nhưng mà cho đến ngày hôm nay các bạn thấy được là vẫn còn là một mạng lưới đào nhưng mà khi mà Ethereum 2.0 bắt đầu thì cũng không có nghĩa là sẽ ngưng đào ngay lập tức tôi sẽ nói thêm một lát nữa đó là điều đầu tiên điều thứ nhì mà nhiều người quan tâm đến Ethereum 2.0 đó chính là tốc độ thì dựa theo những gì được chia sẻ ở đội của Ethereum và ngay cả được chia sẻ bởi và Vitalik Buterin thì Ethereum 2.0 sẽ có thể giải quyết được 100.000 giao dịch trong vòng một giây có nghĩa là tăng con số kinh khủng so với bây giờ chỉ là 15 giao dịch trong vòng một giây mà thôi mà ở thời điểm hiện tại có thể được là mặc dù mạng lưới Ethereum chậm như vậy nhưng mà những cái dự án vẫn tiếp tục được xây dựng trên mạng lưới của Ethereum các bạn sẽ thấy được là những nhà đầu tư lớn thì vẫn tiếp tục quan tâm đến Ethereum thì có một điều gì đó rất đặc biệt đang xảy ra với mạng lưới của Ethereum mặc dù là chậm nhưng mà mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ chứ đừng nói tới mà khi mà Ethereum có thể đạt được con số 100.000 giao dịch trong một giây thì bạn có thể thấy được là cái sự tăng trưởng của mạng lưới Ethereum lúc đó là sẽ mạnh như thế nào và chúng ta bây giờ hãy nói thêm về Ethereum 2.0. thì thật ra những bài nào mà đã tham gia thị trường này từ năm 2016, năm 2017, à, thậm chí là năm 2018 thì cũng không có nghe nói tới Ethereum 2.0. mà lúc đó chúng ta nghe nói tới là bốn giai đoạn chính của Ethereum. đầu tiên đó chính là giai đoạn Frontier, thứ nhì là Homestead, thứ ba là Metropolis và thứ tư đó chính là Serenity. thì bây giờ các bạn thấy được chúng ta đã bước qua ba giai đoạn đầu tiên, Frontier Homestead Metropolis Bây giờ chúng ta đang bước tới cái giai đoạn cuối cùng Trên cái lịch trình ban đầu đó chính là Serenity Thì bây giờ Serenity này đổi lại gọi là Ethereum 2.0 những bạn nào mà đã theo dõi e team từ bấy lâu này thì cũng đã biết cái điều này là Serenity Cái phần này đã được đổi tên lại thành ITM e 2.0 Thì các bạn thấy được là ITM e 2.0 sẽ có 3 giai đoạn chính Giai đoạn 0, à, giai đoạn 1, giai đoạn 1.5 và giai đoạn 2 Thực ra chính thức chỉ có 0, 1 và 2 mà thôi Nhưng mà khi mình thượng check mới đây trên mạng lưới của Ethereum thì đội team của để giai đoạn 1.5 này thì để thuận chia sẻ với bạn hiểu rõ hơn về những giai đoạn này Thì các bạn thấy được là khi mà chúng ta nói tới mạng lưới hiện tại là một mạng lưới đào Thì để chuyển đổi tất cả qua mạng lưới staking thì phải cần một thời gian Và các bạn thấy được là những thời đào thì có thể là họ sẽ không chấp nhận Tại vì có thể là họ đầu tư rất nhiều về đào Ethereum thì mạng lưới Ethereum lúc đó sẽ đưa ra một cái kế hoạch Đưa ra một cái phần mềm gọi là difficulty bomb Nghĩa là bom đậu khó Khi mà bom đậu khó này được kích hoạt Thì sẽ làm cho cái mạng lưới đào rất là khó Càng ngày càng khó hơn và khó cực kỳ Tại vì sao? Tại vì muốn làm cho những thợ đào bỏ cuộc Tại vì đào quá khó không còn lời Họ sẽ tự bỏ cuộc Và điều này có thể là khiến cho mạng lưới của Ethereum Có thể là chuyển đổi từ mạng lưới đào Qua mạng lưới staking Một cách là an toàn hơn và có thể là tiện lợi hơn nhưng mà các bạn thấy được là khi mà ra đời thì mạng lưới 2.0 này sẽ đi song song với lại mạng lưới hiện tại như là mạng lưới 1.0 thì nhiều bạn hỏi là khi mà ra đời thì như thế nào có ảnh hưởng gì đến Ethereum mà các bạn đang lưu trữ hay không thì thật ra mà nói là nếu các bạn lưu trữ Ethereum thì sau này sẽ có nhiều thông tin chi tiết hơn thì sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà thời điểm hiện bây giờ các bạn không cần phải lo lắng tới tại vì cái giai đoạn không này gọi là Beacon Chain thì bây giờ chúng ta đã thành công có được cái mạng lưới Zynkin Testnet à, thành công rồi thì các bạn thấy là bước kế tiếp chúng ta đang chờ đợi gì chúng ta đang chờ đợi đội của Ethereum đưa ra cái ngày mà sẽ phát hành giai đoạn không Beacon Chain của Ethereum 2.0 Các bạn có thể nghĩ được là lúc mà chúng ta nhận được thông tin liên quan tới Ethereum 2.0 thì giá cả sẽ hướng như thế nào miễn là miễn là điều này rất quan trọng miễn là không có vấn đề gì lớn liên quan đến thị trường tài chính nói chung cũng như là liên quan tới bitcoin thì điều này là một điều rất tốt đối với giá cả đây là một điều các bạn cần phải hiểu chúng ta bây giờ chỉ còn chờ đợi cái ngày mà đội của ethereum sẽ đưa ra thông báo khi nào mới phát hành giai đoạn không của ethereum 2.0 này à, và các bạn thấy được đương nhiên nếu như mà bitcoin đi xuống thì sẽ ảnh hưởng đến cả thị trường crypto cho nên một điều quan trọng hơn hết các bạn cần phải hiểu là chúng ta cần phải xem xét tình hình của Bitcoin cũng như là thị trường tài chính nói chung nhưng mà giai đoạn không này thì là một giai đoạn như thế nào đây là một giai đoạn mà phần lớn chỉ dành cho những người nào mà thích thử nghiệm những người nào mà biết mình đang làm gì và có một chút hiểu biết về cái phần kỹ thuật của Ethereum thì họ có thể tham gia vào giai đoạn không này họ có thể là bắt đầu di chuyển Ethereum chuyển qua mạng lưới staking thì khi mà di chuyển nghĩa là sao di chuyển nghĩa là họ nạp vào Thường nghĩ là chúng ta vẫn chưa có thông tin chi tiết nhưng mà thường nghĩ là họ sẽ nạp vào một cái địa chỉ ví nào đó Sau đó cái đồng nó sẽ bị lock lại hay là bị đốt đi Và mạng lưới Ethereum cũng sẽ cho họ cái số tiền tương tự ở trên mạng lưới của Ethereum 2.0 Cho nên không có Ethereum song song một cách là nhân đôi Nhưng mà khi các bạn di chuyển mạng lưới thì lúc đó các bạn sẽ đi được là cái Ethereum trên mạng lưới cũ sẽ biến mất và các bạn sẽ có những đồng mới trên mạng lưới mới nhưng một điều rất là quan trọng tuy là các bạn có thể là tham gia vào staking để có lợi nhuận uh, khi mà giai đoạn không bắt đầu Nhưng mà đương nhiên các bạn thấy được là đây là một cái mạng lưới hoàn toàn mới Một số người lo ngại về loại kỹ thuật sẽ như thế nào Và điều quan trọng hơn hết là các bạn không thể lấy đồng Ethereum ra Như đây các bạn có thể nạp Ethereum vào Nhưng mà các bạn không thể bán được Tại vì sẽ bị lóc lại cho đến khi nào mà họ thành công đưa ra giai đoạn 1 và giai đoạn 2 Lúc đó các bạn mới có thể lấy được item của mình Cho nên những người nào mà nạp tiền vào trong giai đoạn 0 thì những người đó là coi như là sẽ bị giam lại cho đến khi nào Cho đến khi mà chúng ta thấy được là giai đoạn 1 và giai đoạn 2 nghĩa là năm 2021 thì tình hình bây giờ, mọi người có lòng tin là chúng ta sẽ nhận được thông tin liên quan tới giai đoạn không của Ethereum 2.0 từ đến cuối năm Và đây cũng là một điều mà ngay khi bà thời Putin cũng đang thúc đẩy đội của Ethereum Tại vì sao thì bây giờ có sự cạnh tranh liên quan tới những cái mạng lưới uh, smart contract quá mạnh bây giờ Như mạng lưới hợp đồng thông minh rất là mạnh cho mình thấy được là có rất nhiều những cái đội là đang tiến tới để mà muốn lấy cái À, cổ phần thị trường của Ethereum nhưng mà bây giờ Ethereum vẫn là cái hệ thống đứng đầu nhưng mà đứng đầu được thêm bao nhiêu lâu nữa nếu mà không có cái sự thay đổi cho nên và Vitalik đã quyết tâm là sẽ đưa ra giai đoạn không trong năm nay thì đây là điều chúng ta đang chờ giai đoạn 1 và giai đoạn 2 sẽ triển khai và dựa theo lịch trình bây giờ là sẽ triển khai trong năm 2021 nghĩa là năm sau thì giai đoạn 1 sau giai đoạn 0 nghĩa là giai đoạn là bắt đầu Thì giai đoạn 1 sẽ là giai đoạn mà chia làm hai phần 1 và 1.5 Thì cái giai đoạn 1 là side chain có nghĩa là cái mạng lưới à, sẽ bắt đầu triển khai những cái công nghệ như là sharding Sharding hiểu cách đơn giản là chia dữ liệu ra thành nhiều phần nhỏ và xử lý những dữ liệu thành từng phần Điều này sẽ giúp cho mạng lưới của tiềm nhanh hơn Thì đây chính là giai đoạn 1 Và giai đoạn 2 thì đây chính là cái lúc mà Ethereum 2.0 thật sự là coi như là đã thành công Khi mà triển khai giai đoạn 2 Thì lúc này là lúc mà những người nào mà đã tham gia Ethereum có thể là nạp vào rút Ethereum bình thường Và những cái đồng cho đến cái giai đoạn 2 này thì khi mà triển khai giai đoạn 2 thì tới lúc này những cái đồng Ethereum trên mạng lưới cũ thì vẫn còn nhưng mà cho đến khi mà triển khai giai đoạn 2 thì những đồng đó là sẽ biến mất và các bạn sẽ có cái đồng trong cái địa chỉ ví của mình trên mạng lưới của Ethereum 2.0 cho nên các bạn sẽ không mất bất cứ một đồng nào hết mà nếu các bạn không làm gì thì dựa theo cái tài liệu chúng ta nhận được hiện bây giờ thì các bạn có thể là bắt đầu sử dụng mạng lưới 2.0 khi mà giai đoạn 2 thành công đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và nếu như mà các bạn muốn tham gia vào để mà staking có nghĩa là để mà đưa đồng ethereum vào để mà có thể có được cái lợi nhuận thì các bạn cần phải có ít nhất là 32 đồng ethereum. Đây là lý do tại sao mà các bạn thấy được là có rất nhiều người trên mạng nói tới 32 đồng ethereum chúng ta cần có một đồng bitcoin hay là 32 đồng ethereum. Và đây là những cái tài liệu căn bản tôi muốn chia sẻ với các bạn đương nhiên những tài liệu này có thể được thay đổi liên tục đây là một cái dự án mà vẫn đang được triển khai và khi chúng ta càng tiến gần đến mạng lưới 2.0 thì lúc đó tôi sẽ trả lời thêm nhiều câu hỏi chi tiết hơn. Tôi chỉ muốn chia sẻ những tài liệu căn bản với các bạn trong video này mà thôi. Thì các bạn thấy là có một cái biểu đồ rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cái biểu đồ mà nằm ở phía bên trong nghĩa là mờ hơn các bạn thấy được đây là cái biểu đồ mà nhiều bạn cũng quen thuộc là cái biểu đồ tâm lý thị trường tôi đã chia sẻ rất là nhiều lần và cái biểu đồ mà màu trắng nằm ở phía bên trên cái biểu đồ này đó chính là cái giá cả của Ethereum từ tháng 6 năm 2017 cho đến thời điểm hiện tại. Chúng bạn có thể nhớ là Ethereum tăng từ 8 đô la mà lên thẳng tới là 1.400 đô trong năm 2017. Những người nào mà mua Ethereum lúc đó là lời cực kỳ nhiều. Nhưng mà các bạn thấy được là khi mà chúng ta thấy Ethereum giảm giá thì cũng giảm rất là sâu. Các bạn thấy được là năm 2018 các bạn thấy lúc đó Ethereum có thể giảm xuống là dưới 100 đô, có thể nói là giảm cực kỳ nhiều. Và khi chúng ta để cái biểu đồ giá cả của Ethereum bên trên biểu đồ tâm lý thị trường thì thấy được là cũng có một số điểm giống nhau. Thì cái hình này ý nói là chúng ta bây giờ nếu như mà nhìn theo cái sự tương quan giữa cái biểu đồ tâm lý thị trường và biểu đồ giá cả của Ethereum thì chúng ta thấy được là bây giờ giá Ethereum đang nằm ở trong cái khung gọi là disbelief. Nghĩa là cái khung mà bây giờ nhiều người nói là đây là cái giai đoạn nghi ngờ. Giai đoạn nghi ngờ này là giai đoạn khi nào? Giai đoạn nghi ngờ này là cái giai đoạn mà bắt đầu chuyển qua giai đoạn hy vọng và sau đó có sự tăng trưởng kế tiếp. Thực ra cái hình này là sử dụng cái giá cả của Ethereum khi mà các bạn sử dụng Bitcoin hay là một đồng khác thì cũng có cái hiệu ứng tương tự. Thì các bạn nghĩ đây chúng ta đang nằm ở giai đoạn nào? Có phải chúng ta đang nằm ở cái giai đoạn hoài nghi hay là không, các bạn hãy comment ở phía dưới cái video này Và đây là những thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn Đương nhiên, một điều mà những bạn nào mà theo dõi thùng Cap được thường xuyên của đã biết là thùng rất là tin tưởng vào Ethereum Ngoài chỉ Bitcoin ra, cái đồng mà thường lưu trữ nhiều nhất đó chính là đồng Ethereum đây là một điều mà thuận muốn chia sẻ với bạn để các bạn nắm được khi mà thuận chia sẻ những thông tin thì bạn cần phải biết được thuận lưu trữ đông nào và lưu trữ đông nào và Ethereum là một dự án mà thuận đã, đã tin tưởng rất là nhiều năm thậm chí cái video đầu tiên khi mà làm YouTube cũng là làm về Ethereum thì các bạn nghĩ sao về những thông tin này các bạn comment phía dưới Và đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái thông tin ngày hôm nay Nếu như các bạn chưa theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội Thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này Để tìm thấy những cái link như là link của Facebook, Twitter hay là Telegram Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn giao dịch nào Thì các bạn đừng quên bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng capital như là các bạn có thể tham gia vào những cái sàn như là margin fx và các bạn có thể uh, điện đơn đi được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như cái tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là binance bybit vân vân và các bạn có thể nhận được 20% phí giao dịch giảm mãi mãi khi mà các bạn tham gia vào sàn binance tất cả những thông tin chi tiết sẽ ở phía dưới video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn